Hello, xin chào tất cả quý cô chú và các anh chị. Đây là một cái buổi sáng mà trước khi em thức dậy á, là sẽ đi ra ngoài vườn. Hai cái chậu này hôm qua làm clip cho các anh chị xem á. Chưa đem vô, bây giờ mình sẽ đem vô. Các anh chị xem nè, hôm trước ghép cái nụ nó có chỉ xíu mà giờ bắt đầu nó đẩy ra rồi nè các anh chị. Đó, chuẩn chuẩn bị có hoa ngắm rồi. Không sao hết. Ở đây đa phần là em xài chiêu mà. Cái giò đấy cũng đem ghép từ rỡ nó ra không có giá thở nhìn nó buồn. Đó, mấy em thằng thầm nha. Giáng hương này, trường kiếm này, bạch cầu công tử này. Trường kiếm Tiên Vũ, bạch cầu thường này, cái con mèo kìa. Các anh chị xem cắm cù mà em không đặt bất cứ gì giá thợ nào mà em vẫn làm ra rỡ được đó các anh chị. Cái này chắc vài hôm nữa chắc phải ghép đại một cái chậu lan nào lên chơi Tết chứ. Thằng thằng này các anh chị. Thằng thằng cái này là u lòi á, cây u lòi các anh chị. Các anh chị nhìn này, nó lúc nào nó cũng hướng nắng nha. Thì những cái thằng thằng các anh chị chăm sóc nó là khi mà nó còn cái non á, nó chưa đứng đọt các anh chị. Các anh chị quay toàn bộ bờ hướng đông giúp em nhé. Đó, còn khi mà nó đã đứng đọt rồi, các anh chị quay ngược lại hướng tây thì nó sẽ cho rất là đẹp. Đó, cái này là nó chuẩn bị hình thành nấm da bò này các anh chị. Đó, nhưng mà hôm qua là em phun cái bên Benzona. Rồi bây giờ là nó bắt đầu là nó sắp chết rồi này, là nó chuyển sang cái màu hồng này này. Nhưng mà cái loại nấm da bò này, cái Benzona nó trị 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 không hết đâu, gọi là nó làm bong tróc vậy thôi, chứ mà thực ra nó vẫn còn cái gốc. Cái này thì phải 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 làm thêm một cái amino alicin nữa. Đó, đèn đô nha. Mấy cái đèn đô này chuẩn bị em cũng phá ra làm lại cái chậu khác, rồi mình nhập cái con gì ạ, mình chăm tiếp chơi hoa các anh chị. Đó, hôm trước là nhiều lắm, hôm trước em có treo rất là nhiều ở các anh chị, rồi hoa rồi nụ này nọ. Nhưng mà thì cái mặt hàng chính của em vẫn là kinh doanh mấy cái đèn rô này. Còn vừa lan rừng á, lan rừng có ý thảo này, ngọc thạch này, đó, giò ngọc thạch này, giò ý thảo này, đó, trúc Phật bà này, đó, lan rừng á, lông tu, xa xa kia có lông tu rồi. Những cái ngọc điểm này, kích rỡ này, dùng được kích rỡ này, anh chị. Đó, ra rỡ hết nha, không có gì khó đâu các anh chị, ra rỡ hết. Đó, ra rỡ luôn á. Thì khi nó đã như thế này á, thì cái chuyện mình làm rỡ cực mạnh nữa nó càng khó, ý nhầm nhầm nó càng dở nữa các anh chị. Chứ còn còn
khi khi mà nó chưa có rửa thì nó cũng khó cho cái sự sinh sống của cây á, chứ còn nó đã ra rửa rồi nè, đó đã rửa hết rồi nè, lú lú hết rồi anh chị, đó xanh xanh đó, thì làm rửa dở lắm. Bây giờ nó đã như vậy rồi thì nếu mà làm những cái rửa rất là nhiều như thế này thì nó rất là dở luôn. Đó, cái này là rửa hết nha các anh chị. Khi mà mình mới ghép lên á, đồng ý là nó sẽ héo, nó sẽ nhân lại, nhưng mà các anh chị cứ an tâm. Nó đã ra rửa rồi thì khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần thì nó sẽ canh và nó sẽ sung cây trở lại. Cái giò này bởi vì em trải nghiệm rất là nhiều rồi nên em biết là khi mà mình mới ghép á, nó sẽ bị nhanh. Nhưng mà các anh chị đừng đừng có vội nghĩ là nó bệnh, các anh chị chơi cái casumin vô là coi mình xong á. Nó tùy trường hợp mà các anh chị quan sát á, nó có đúng vào cái trường hợp đó hay không mà mình áp dụng cho nó phù hợp. Đó thì trong cái clip này em sẽ lấy cái này là cái dáng hương, cái dáng hương gì hay là quên rồi, à dáng hương Mỹ Dung, à, cái này là dáng hương Mỹ Dung này, ban đêm thơm ghê lắm, hoa màu trắng 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 nhưng mà ngã vàng 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 sơ sơ nhạt nhạt á đó. Đó, Mỹ Dung dạ hương á, anh chị chắc cũng biết Mỹ Dung dạ hương rồi á đó. Đó. Rồi Mỹ Dung dạ hương nha. Xíu nữa em trong clip này em lấy ra em ghép luôn. À, đỡ nó ở một mình nhìn nó buồn quá. Ra đỡ hết rồi nè các anh chị. Đó, ra đỡ nè. Đỡ non này. Đó, ra đỡ. Đó, đỡ non đó. Non cũng có quắn trong này nữa này. Cái này công nhận là nó ở trong rừng á, à, các anh chị cái nó bị hướng nắng hay là gì đó là nó tức là nó đi con rất là nhiều này. Đó thì những cây này phải phải cho anh phân nó tăng số lượng lên, kiểu như là dendro mà nó nhiều 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 lá á, mình phải tăng số lượng lên chứ không nó nuôi con nó không nổi. Con này em đếm con này, 1 con, 2 con, 3 con, ở trên này là đã 3 con rồi nhá, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con đó, một mẹ mà tự 7 con luôn. Đây là thân mẹ này đó, thân mẹ này nó nuôi con nó gương không đó, thân mẹ ra rửa này. Rồi bây giờ em sẽ lấy nó và em sẽ tiến hành ghép nha. Rồi mời các anh chị ra chọn giá thử xem như thế nào. Chắc là cho vào cái này nó hợp này các anh chị. Đó, có thể là mình đặt ở trên này rồi nó đổ xuống này, nó ôm theo cái này cũng được này. Đó, em thử ghép vô cái này xem nó như thế nào nha các anh chị. À, rồi đây thưa các anh chị, à, một bên là lúa đã xử lý này, đó, và một bên là giò lan chuẩn bị ghép. Thì cái lúa này á, trước khi em đặt vô ở trong cái đống lúa này các anh chị, đó, thì em đã ngâm nước vôi rồi, em xử lý rồi, xong rồi em mới đem ra ngoài này á. Thì em cố tình em đặt ngoài này để em xem cái lúa của mình á, mình có tin cậy là cái nấm nó có phát triển hay không á các anh chị. Thì cái này á, nấm nấm nó hầu như là nó không có phát triển được luôn đó, và tin chắc là cái lúa của mình ổn rồi. Thì bây giờ mới cho lăng nằm trên và nó tạo nên một tác phẩm thôi. Đó, bây giờ là em sẽ ghép nha. Rồi đã tạo nên một cái giò lan rồi nè các anh chị.
Đó. Rất là đẹp các anh chị. Những cái rễ non nó ra này. Đó, cái này cái mùa hoa vừa rồi nó chỉ cho hai cái mùa hoa như thế này mà thơm. Thơm cực kỳ luôn á. Thơm cả ngày lẫn đêm luôn á các anh chị. Đó, rễ này, đó. Như thế này là không không có có suy nghĩ gì đến cái chuyện mà cái con nó có bị suy hay là gì không. Đó. Rồi nó bắt đầu nuôi là bắt đầu là em sẽ cho anh phân tăng dần, không có tăng đột ngột nhé các anh chị. Đó. Thì cho anh phân tăng dần, nhưng mà tăng thí dụ như từng nay anh 2,1, bắt đầu sang từng xe quế là 2,1.5. Đó, nhìn xa này các anh chị. À. À, các anh chị cứ nghĩ thử thì nó có một cái vòi hoa mà cái hoa nó đã cho ra dài mà thơm thơm lắm các anh chị, thì một mẹ 2, 4, 6, 8, 9 con gì 2, 4, 6, 8, 9. Hả trời, bao nhiêu đó mà nó cho mình ra hoa thì nó phải nói là tác phẩm đúng là đẹp luôn các anh chị. Nếu mà cho hoa ra cũng một lượt hết nha. Đó, thì như thằng này là sẽ cho hoa rồi này, thằng này cũng sẽ cho hoa rồi này. Còn cái này á, thì nếu châm lực á, thì nó sẽ theo kịp. Đó, bởi vì nó bị hư cái đọt này các anh chị, rồi bây giờ là nó ra lại đọt non này. Đó, cái đọt này ra tại vườn này. Những cái mầm non như thế này nó lên á, nếu như châm lực á thì nó sẽ sang nem, nó sẽ theo kịp và mình sẽ được ngắm hoa toàn bộ thân luôn. Đó, rất là đã. Đó, cái cây này tới bây giờ mà nó vẫn còn hoa này các anh chị, phải công nhận là lì hoa thiệt á, ra hoa liên tục. Rồi em xin tạm dừng clip ở đây. Trân trọng kính chào quý cô chú và các anh chị nha. Chúc quý cô chú và các anh chị sức khỏe, xem video vui vẻ nha.